Làng Đại Bái xưa vốn nổi tiếng với nghề gò đúc đồng. Những sản phẩm đơn sơ như nồi, niêu, mâm, ấm trở thành niềm tự hào của biết bao thế hệ người làng Bưởi. Thế nên dân gian mới có câu: muốn ăn cơm trắng cá trôi thì về làng Bưởi đánh đồi với anh. Muốn ăn cơm trắng cá ngần thì về làng Bưởi cầm cân buôn đồng. Người làng Bưởi từ khi lớn lên đã nằm lòng câu ca ấy, cũng là khi biết cầm ve, cầm búa, gò đồng. Trải qua những thăng trầm của thời gian, nghề gò đúc đồng ở Đại Bái cũng có lúc thịnh, lúc suy. Ở vào thời điểm khó khăn nhất của làng nghề, những người con yêu nghề vẫn đau đáu tìm cách cứu làng nghề và cũng là mở ra cho mình một con đường mưu sinh mới. Tranh đồng Đại Bái vì thế mà ra đời. Ngôi nhà của nghệ nhân Hoàng Văn Hùng cũng là một xưởng làm tranh nhỏ. Ở nơi này, hơn 20 năm qua, tiếng ve, tiếng búa chưa bao giờ ngớt. Là con của một nghệ nhân gò đồng nổi tiếng trong làng, 12 tuổi, anh Hoàng Văn Hùng đã biết các kỹ thuật gò đồng. Nhưng đam mê hội họa, anh Hùng đã ra Hà Nội học làm nghề chạm để thỏa sức sáng tạo. Phải am hiểu về hội họa. Đấy, am hiểu về họa, tất nhiên là đồng không thể làm được những các cái sinh vật nó sống động được. Đấy, nhưng mà người thợ có thể làm được sâu, lông hay do mình. Ví dụ như là đây là một cái ve nhám chẳng hạn đấy. Mình nhám được các cái chiều sâu, người là phải có kỹ thuật cao. Đấy, đục là phải biết cách, tức là cái ve, tức là thứ nhất là làm được cái ve này để làm đục những các cái này. Đấy, làm sao cho nó chuẩn thì khi nhám lên những các cái hình này nó mới phân cách rõ ràng. Những bức tranh đồng được tạo nổi nhờ kỹ thuật thúc và chạm trổ. Vừa mang yếu tố kỹ thuật lại vừa có sự công phu, tỉ mỉ của mỹ nghệ dân gian. Tranh đồng có ưu thế về độ bền và được nhiều người ưa thích. Làm tranh đồng khó ở chỗ chuyển thể từ những mẫu tranh trên giấy thành những đường nét mềm mại, sinh động trên chất liệu đồng. Làm được tranh đồng, người thợ phải đạt đến trình độ điêu luyện. Như là một người họa sĩ vẽ, đúng không? Vẽ một bức tranh như thế này, chẳng hạn thế người ta khớp. Thì cái đồ chạm này cũng thế. Đấy, ví dụ như tôi đang chạm như thế này, thì đây là một cái hình cuối, đúng không? Thì tôi chạm như thế này, đúng không? Thì đây là cái đoạn cuối, tôi sẽ nhấn lại. Nó không đi nữa, đúng không? Thì nó làm cho sản phẩm rất đẹp. Đấy. Mỗi người thợ làm tranh đồng đều phải có khả năng tự làm ra những chiếc búa riêng cho mình theo yêu cầu của từng kiểu tranh đồng có chất liệu dày mỏng khác nhau. Kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề làm tranh đồng đã giúp anh Hùng có khả năng điều khiển điêu luyện từng nhát búa. Đây là một cán cân. Một người thợ phải biết cách, tức là đập nhịp nhàng. Đấy, cho các cái búa này nó phải cân đối. Mình cầm đoạn nào, mình làm đoạn nào để cho cái này đập trở lên thành đều. Tức là cái búa này cũng thế. Tức là mình phải làm sao cho nó vừa cái tay của mình thôi, chứ không nên quá nặng mà không nên quá nhẹ. Chỉ tầm độ một nặng 2 hoặc một nặng 4 thôi. Còn đây là một phần mà nghệ nhân Hoàng Văn Hùng cho là gia sản quý báu của mình. Hàng trăm chiếc ve, to nhỏ, ve chạm, ve thúc khác nhau. Đó được coi như chiếc bút vẽ của người thợ làm tranh đồng. Phụ thuộc vào từng đường nét của bức tranh, anh Hùng lại sáng chế và sử dụng một chiếc ve riêng. Ve bao nhiêu cũng không đủ. Tôi có thể nói đơn giản, tức là trong một cái nghề này có thể là có những các cái ve ấy, tôi chỉ dùng một lần trong đời của một người khách hàng, người ta đặt, đúng không? Tôi sẽ sửa một cái ve, chẳng hạn thế, đục một mắt của một cô kiều, chẳng hạn, đơn giản nó là như thế, đúng không?
Xong là tôi chỉ nhấn vào đấy cái là đúng một cái mắt của một cô Kiều đấy, đang nhìn anh Kim Trọng này, chẳng hạn thế này, rất kiểu diễm dễ thương chẳng hạn đấy, thì nó phải như thế nào. Thế nhưng mà không thể áp dụng sang được cái khác được. Chất liệu đồng sử dụng làm tranh phải là loại đồng mềm, dẻo, có độ sáng. Người thợ phải kết hợp sự khéo léo trong gia công với sự tưởng tượng về hình ảnh để biết đưa đường ve trên vết chạm lúc nông, lúc sâu, nét thanh, nét đậm và điều chỉnh lực của búa cho hợp lý. Có như thế mới tạo nên được bức tranh sinh động, chân thực. Hàng chục năm tích lũy kinh nghiệm làm nghề, những bức tranh đồng từ bàn tay nghệ nhân Hoàng Văn Hùng vẫn luôn khiến người khác phải trầm trồ, thán phục. Bức tranh Chiều Quê là một tác phẩm gợi nhớ về một góc tuổi thơ êm đềm nơi làng quê của anh. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu tên tuổi Hoàng Văn Hùng trong làng tranh đồng. Ai cũng thế, cũng phải có một cái tuổi thơ, ví dụ cái tuổi thơ mình đã gắn liền với cái miền quê, đúng không? Thì mình phải am hiểu được những cái trò chơi, ví dụ đánh đáo, đánh khăn, nhảy dây giữa các thứ đó, thì mình mới phải nghĩ ở trong đầu nó là mình phải phác họa ra một cái bức tranh. Tranh đồng Hoàng Văn Hùng đẹp bởi kỹ thuật chạm ám tinh xảo, tỉ mỉ. Tranh của anh cũng khiến người xem xúc động bởi nội dung luôn gợi nhớ về một ký ức ngọt ngào với những trẻ mục đồng thổi sáo, những mái nhà quê, những cánh đồng. Và để khắc họa được những miền ký ức ấy một cách sinh động, Hoàng Văn Hùng đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật chạm ám và kỹ thuật thúc. Thúc là cũng phải có những các cái bí quyết, ví dụ như là làm sao cho những cái xi này ấy, là nó hằn xuống nhưng không được phép bong. Đấy, không được phép rời rạc ra thì những các cái hình nét của mình mới chuẩn. Còn nếu như mà đang thúc thì những các cái sản phẩm này nó bong ra thì cái hình nét của mình sẽ không chuẩn, nó sẽ gây nên cái sự ọp ẹp. Ở tuổi ngoài 40, anh Hùng đã có đến hàng trăm học trò. Niềm vui lớn đối với anh là những học trò của mình đã có xưởng riêng và tự lực trên con đường chinh phục đam mê. Anh Nguyễn Văn Đông là một học trò như thế. Hình ảnh hai thầy trò mà giờ là đồng nghiệp trao đổi về kỹ thuật làm tranh vẫn thường diễn ra, gắn kết niềm đam mê với nghề của hai người thợ trẻ tâm huyết. Ở đây thì là như anh Hùng thì là thứ nhất là anh biết cả hội họa, hai nữa là anh làm, nói chung là không ai đẹp bằng. Như anh em thì có những lúc nó ví dụ như anh biết nhiều hơn, thế có những cái có lúc mà cũng phải lên anh em học hỏi lẫn nhau, tham khảo xem cái gì được thì là anh ấy bỏ được, mà không được anh bỏ thêm. Chiếc trống đồng này là tác phẩm mà anh Đông mới làm ra dựa theo ý tưởng chiếc trống đồng Ngọc Lũ. Nhưng anh đã sáng tạo thêm bản đồ Việt Nam và những biểu tượng kiến trúc đại diện cho ba miền đất nước. Vì là tác phẩm mới nên hai thầy trò lại dành thời gian để xem xét từng chi tiết của sản phẩm. Đó cũng là cách mà họ truyền kinh nghiệm để có được những tác phẩm hoàn chỉnh trong suốt chục năm qua. Thì một người thợ là phải khéo tay đấy, phải kiên trì. Thế mà những cái con giống này đều như nhau này, là đạt yêu cầu. Theo như Đông mà làm một bức trống đồng như thế này là bao nhiêu lâu thì có thể là thành công? Hoàn thiện. Em làm nó khoảng độ 20 ngày. Đấy, làm là như, nói chung là như những cái này
là nó cần phải kỹ thuật nhiều. Kỹ thuật nhưng mà nó rất quan trọng. Kỹ thuật của người làm ấy nó có kinh nghiệm về gò là. Đấy, nếu mà không hiểu về gò ấy, thì sẽ không biết cách lắn như đông là làm như thế này là công nghệ là ví dụ như gò kỹ thuật là cũng được. Đấy, là người thợ là lắm về gò là cũng tương đối. Những cái này là còn làm sai, đúng không? Nếu như một cái cây cỏ như thế này ấy, thì nó sẽ không sống động, đúng không? Đấy, mình phải làm sao tức là người ta có cái cảm nhận tức là cái nào là cái sống lưng của cây cỏ và cái nào là cái mép của cây cỏ chẳng hạn thế. Thì ví dụ như là đây người ta vẽ đúng không, tất cả đây ngoặt ra đây thì cái thân cây cỏ này nó sẽ kéo cây cỏ này nó trở nên sống động. 30 năm trước, cũng giống như con trai mình, anh Hùng tìm đến với kỹ thuật làm tranh đồng. Con đường anh đi cũng thật gian nan. Đấy, giờ... Yêu nghề mà, tức là yêu nghề cho nên là phải vay mượn những cái rất khó khăn. Đấy, để làm ra những các cái tác phẩm, thế xong lại mang đi. Chứ mang đi không bán được hoặc là người ta bán được ấy, thì người ta lại bảo là chưa bán được hoặc là người ta lại tiêu mất rồi. cho nên là cái nghề này nó rất khó khăn ở cái chỗ đấy. Cái đấy là phải khắc phục thôi. Mình phải đi hội chợ, mình phải đi triển lãm, đúng không? Mình phải hy sinh ra những cái đấy thì người ta mới hiểu là à, ông này làm tranh đồng. Kể cả vợ con hay các thứ là cũng có những lúc là phàn nàn mà tại sao mà làm ra những cái sản phẩm như này không bán được, đúng không? Mà cứ làm. Nhưng mà mình thì nói chung là cái yêu nghề đấy. Dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng nghệ nhân Hoàng Văn Hùng chưa bao giờ hết yêu nghề. Tình yêu ấy dẫn anh đến những chân trời mới. Kỹ thuật gò đúc tinh xảo của các cụ xưa nay được những ve, búa và bàn tay tài hoa của anh tạo nên những bức tranh mềm mại trên những chiếc mâm đồng. Tranh ấy, thì bây giờ trên thị trường của nó rất nhiều. Đấy, ví dụ như là nó về tranh đồng thì người ta có thể là làm bằng những cái sản phẩm bằng máy móc. Đấy, ép ra nhiều sản phẩm. Nếu như mình mà làm tranh đồng mà mình làm thủ công thì rất lâu công mới có thể sản xuất ra được một bức tranh chẳng hạn thế. Đấy, thì cho nên là tôi mới chuyển ra là đây những các cái sản phẩm mâm. Đấy, thì hiện tại bây giờ là chưa có được cái máy móc nào là được những cái đường nét chạm như thế này bằng máy móc cả, phải là do những bàn tay con người, chỉ những người thợ của Đại Bái có thể ai cũng làm được, nhưng mà phải là bằng bàn tay chứ chưa thể thay thế máy móc. Những chiếc mâm đồng có độ dày gấp 20 lần mảnh đồng làm tranh cũng là thách thức đối với mỗi người thợ khi thực hiện kỹ thuật chạm hay thúc tranh. Và để làm được bức tranh có hồn cần phải có tay nghề điêu luyện. Cái kỹ thuật chạm thì giống nhau, nhưng mà cái khó của nó là ở trên cái mâm đồng này là dày hơn những cái thuật tranh rất nhiều, cho nên là khó chạm. Là khi người thợ chạm đến đây nó lấy ve, mà người thợ chạm không có những cái kỹ nghệ cao thì nó sẽ ve nó sẽ chạy lung tung ra, nó sẽ không đi theo ý muốn của mình. Là phải cái đấy là phải tôi luyện. Đấy, là phải nhập tâm, cầm được cái ve cho chắc mà làm là phải chuẩn. Trong căn nhà nhỏ, nghệ nhân Hoàng Văn Hùng vẫn dành một không gian riêng để trưng bày những bức tranh. Với anh, đó là niềm vui sống mỗi ngày giúp anh vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Những chiếc mâm đồng với hoa văn tinh xảo như nhắc nhở mỗi người cần biết trân trọng và yêu những bàn tay tài hoa của người thợ chạm thúc tranh đồng. Quả thật, những bức tranh ấy là kết quả của nghệ thuật chạm thúc tranh đồng.